Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay cập nhật cho các bạn một con app mới, một con app cực kỳ hot, một con app cực kỳ mới luôn nha các bạn. Con app này được mang tên là Tesplay. Cũng mới rồi các bạn, mới có 9 ngày à. Nói chơi chứ hiện tại thì mình cũng không thấy con app nào nó uy tín được cho các bạn chơi á. Nên mình cũng suy nghĩ đắn đo lắm, cũng có nhiều người kêu mình quảng cáo app mà mình không có nhận. Thì mình thấy hiện tại chỉ còn Tesplay thì nó uy tín để chơi cho các bạn. Thì uy tín ở đây là uy tín đến khi nào nó sập nha các bạn, chứ không phải là uy tín là nó không bao giờ sập. Chơi app nào thì nó cũng có tuổi thọ, nó cũng phải sập. Những bạn nào chơi lâu rồi thì các bạn đương nhiên các bạn sẽ biết cái điều cực kỳ cơ bản này nha. Thì uy tín ở đây là uy tín đến khi nào nó sập nha các bạn. Thì hiện tại chỉ có con Tesplay chơi ok thôi. Thì đa số những con app kiểu dạng như vòng tay yêu thương nè, rồi những con app like TikTok hiện tại á, thì nói chung là mấy con đó nó đòi hỏi các bạn phải nạp tiền vào các bạn mua VIP nè. Thì trong vòng nửa tháng đến một tháng thì các bạn mới có thể gỡ vốn, và từ một tháng, nửa tháng đến một tháng nó trở đi thì các bạn mới có những đồng lời đầu tiên. Thì nó giam tiền như bạn rất là lâu như vậy. Nhưng mà mình cảm thấy là đa số, không phải đa số nhưng mà tất cả những con app hiện bây giờ luôn, nó đều là ăn non hết. Mấy cái thằng làm app bây giờ làm như nó mất kiên nhẫn hay sao vậy các bạn ơi. Nói chung là các bạn nạp tiền vào, các bạn chơi những con app dạng như vậy á, các bạn sẽ không bao giờ các bạn lấy được cái tiền của mình, chỉ lòn lỗ không thôi. Nếu các bạn không biết cách các bạn tiễn rep á, tiễn rep tiễn cấp dưới mà phải tiễn nhiều nó mới được, tiễn ít thì cũng không có ăn thua. Thì đó, nói chung là bạn, mình cảnh báo cho bạn bây giờ thì trong thời gian hiện tại á, thì đừng có nên tham gia những con app như vậy nha. Thì con Tesplay á, nó có cái ưu điểm là các bạn chơi cái thời gian các bạn lấy được cả vốn lẫn lãi nó rất là nhanh nha các bạn. Thí dụ như bạn mua tạm 7 đi, thì hôm nay bạn mua, hôm sau là các bạn có cả vốn lẫn lãi về ngân hàng của mình luôn rồi. Đó, thì cập nhật tình hình á, các bạn sẽ cập nhật tình hình mỗi ngày ha. Có sự cố gì là các bạn dừng lại kịp thời ha. Còn như những con app kia đó, nếu như mà mình thông báo cho bạn á thì các bạn cũng đâu có rút ra kịp đâu, tại vì cái chu kỳ gửi tiền vào nó quá dài, nó chưa có đến cái hạn rút, các bạn cũng đâu muốn rút cũng đâu có rút được. Còn như con Tesplay nè thì các bạn chơi chậm 6 và chậm 7 thôi. Chậm 6 thì 3 ngày ha, chậm 7 thì có 1 ngày thôi là nó đã xong một cái chu kỳ của nó rồi. Thì qua ngày hôm sau các bạn sẽ được cả gốc cả lãi nè. Các bạn thích thì các bạn chơi tiếp, các bạn không thích các bạn lấy được cái lãi rồi các bạn nghỉ. Đó, nó rất là ok cái khoản đó. Thì theo ý kiến của mình là như vậy thôi nha, chứ mình không có lôi kéo hay là mình sao ta? À, là mình là kêu gọi các bạn nạp tiền vào chơi nha. Các bạn nào muốn kiếm tiền thì bạn nạp tiền vào chơi nha. Không muốn kiếm tiền thì thôi. Nói chung là mình không có ép buộc các bạn một cái vấn đề gì cả. Thì bên cạnh đó ha, thì các bạn nào muốn cập nhật cái tình hình nhanh nhất á, thì các bạn có thể tham gia vào cái nhóm Zalo của mình. Mình sẽ để đường link bên dưới. Thì nhóm Zalo của mình được tập hợp rất là nhiều bạn chuyên về cái mảng kiếm tiền qua app online này. Thì mọi người sẽ cập nhật cho bạn sớm nhất cái tình hình về tất cả những con app hiện nay để cho các bạn nắm ha. Thì nói chung là nó sẽ nhanh hơn là các bạn đi tìm những thông tin ở trên YouTube. Tại vì người ta làm video ra thì cũng tốn khoảng mấy tiếng để người ta chỉnh sửa này kia, người ta đăng lên cũng mấy tiếng, có khi cả ngày. Nó sẽ chậm hơn khi các bạn tham gia vào nhóm Zalo thì nó sẽ cập nhật nhanh nhất cho các bạn ha. Thì ngoài ra nè, các bạn cũng có thể đăng ký kênh channel của mình bằng cách các bạn nhấn vào cái nút đăng ký kênh ha, và các bạn chọn cái chuông kế bên, bạn bấm vào là chọn nhận tất cả thông báo. Thường xuyên theo dõi kênh YouTube của mình để mình sẽ cập nhật tình hình app cho các bạn ha. Hiện tại là mình làm có mỗi con Tesplay nha các bạn, thì những con app khác không có con nào mình tin tưởng, cho nên hiện tại thời gian bây giờ mình chỉ làm về Tesplay thôi.
thì các bạn hãy đăng ký và theo dõi kênh mình thường xuyên, vì mình cũng có trao tặng Momo miễn phí cho tất cả những bạn nào đã đăng ký kênh nè. Nói chung là những bạn hội viên của mình đó, thì nói chung là mình tặng Momo cũng bất thường lắm. Mình thích thì mình tặng nhiều, mình thích thì mình tặng ít, có khi tâm trạng mình buồn quá mình cũng tặng. Cho nên các bạn phải thường xuyên theo dõi cái kênh của mình để các bạn mới biết được khi nào mình tặng Momo nha các bạn. Thì nói chung bây giờ mình cũng bán điện phí thôi. Nói cái vấn đề kia trước đi, là những bạn nào đã đăng ký chơi app Deadlay dưới đường link của mình thì mình sẽ tặng cho mỗi bạn 6k điện phí để các bạn có thể trải nghiệm được cái trạm sạc 7 nha các bạn. Các bạn không cần phải bỏ một đồng nào các bạn nạp vào điện phí hết đó. Vì mình thấy là cũng có nhiều bạn nè không biết cách nạp nè đó. Những bạn đó nghĩ là nạp tiền vào điện phí là để mua trạm, thật ra không phải nha các bạn. Nạp vào điện phí là chỉ để sử dụng cái đó để chúng ta làm cái phí để chúng ta trả cho cái app để chúng ta có thể mua nhà và chúng ta kiếm tiền từ app nha các bạn. Thì những bạn nào đã lỡ nạp vào điện phí rồi đó thì các bạn có thể liên hệ với mình, mình có thể hỗ trợ cho các bạn, mình có thể mua lại cái điện phí đó dùm cho các bạn nha. Những bạn nào lỡ rồi mình có thể hỗ trợ mình mua dùm, mình mua lại cái điện phí các bạn đã nở nạp vào đó, rồi mình sẽ chuyển tiền cho các bạn để các bạn có thể các bạn chơi, các bạn giao dịch ở trên app nha. Rồi ngoài ra thì mình cũng có bán điện phí luôn. Thì những bạn nào ngại, những bạn nào ngại bỏ ra 50k để nạp vào mua điện phí đó, tại vì con app nó yêu cầu là mình phải nạp tối thiểu là 50k nó mới cho nạp, nạp vào điện phí để mình giao dịch đó các bạn. Thì những bạn nào muốn mua ít hơn 50k, ví dụ các bạn muốn mua 10k, 15k, 20k điện phí để các bạn trải nghiệm thôi, các bạn không muốn bỏ ra 50k ha, thì các bạn cũng có thể liên hệ mình. Đó, cái số Zalo của mình là 0926 571 554 nha các bạn. Thì các bạn có thể inbox cho mình, bất kể mua bán bao nhiêu mình cũng mua, mình cũng bán hết nha các bạn. Thì nói chung là cái đó, và mình sẽ tặng 6k điện phí miễn phí nha cho những bạn nào đã đăng ký dưới đường link của mình và chưa có nạp điện phí vào để giao dịch. Mình sẽ hỗ trợ cho các bạn 6k, để 6k là các bạn có thể mua được hai lần chạm sạc 7 nha các bạn. Thì những bạn nào chưa biết cách chơi, cách giao dịch, cách đăng ký, ở trên kênh mình có đầy đủ hướng dẫn từ A đến Z hết, các bạn có thể tìm lại trên kênh Luân Săn App để các bạn xem nha. Thì hiện tại thì các bạn chỉ nên chơi app Deadlay thôi, còn những app khác là mình khuyên các bạn không nên ha. Thì các bạn muốn cập nhật thêm cái gì, nhập thêm á, bạn muốn hỏi ý kiến về những con app khác thì các bạn có thể tham gia vào nhóm Zalo của mình. Bạn có thể hỏi những anh em trong đó có ý kiến họ sao, họ sẽ khuyên bạn những lời khuyên chân thành nhất. Và sau đây sẽ là phần quay thưởng Momo cho bạn may mắn nhất nha. Hôm nay tâm trạng mình cũng gọi là không được vui cho lắm, cho nên mình tặng một bạn thôi. Các bạn ơi, những bạn nào mà muốn mua nhiều hơn 50k, thí dụ mà thì các bạn mua mạnh giá càng nhiều á thì mình sẽ chiết khấu càng nhiều cho bạn nha. Thí dụ như các bạn mua 50k điện phí của mình á thì mình sẽ bán cho bạn là 55k điện phí. Ví dụ bạn muốn mua cho mình 100k điện phí á thì mình sẽ bán cho bạn là mình sẽ chuyển cho bạn 120k điện phí ha. Rồi chúc mừng bạn bạn Đạt Phạm nha. Bây giờ mình sẽ trao tặng cho bạn Đạt Phạm 10k Momo nha các bạn. Thì bạn Đạt Phạm này đã trúng rồi, bạn Đạt Phạm này trúng nhiều lần rồi nè. Các bạn cứ comment đi, biết đâu các bạn sẽ giống các bạn Đạt Phạm này trúng được nhiều lần thì sao. Các bạn lưu ý là các bạn khi comment á thì các bạn out ra khỏi cái video của mình rồi các bạn quay trở lại nha. Thì nhiều khi á YouTube bây giờ nó quét rất là gắt nha các bạn, nó sẽ tự động xóa bình luận của bạn, mà nó là đã ẩn cái bình luận của bạn đi á, chủ kênh cũng không có thể nhìn thấy được. Cho nên các bạn hãy bình luận xong các bạn hãy thoát ra, các bạn vào các bạn kiểm tra coi bình luận của bạn có hiển thị trên cái video của mình hay không nha các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip mới nhất nha.